Chào mọi người, hôm nay Minh Châu về một ít hàng bài nha. Có đục 17 ly quá trời luôn. Vừa rồi anh em mình cần đục gọi quá trời ha. Lô trước thì về ít cho nên là không đủ để phục vụ cho anh em. Hôm nay về quá trời đục 17 ly luôn anh em. Đục xịn luôn nha, mang guitar hàng Nhật luôn. Nên là xài điện 252 rất là đã luôn anh em. Đục có, khoang đục có nha, 17 ly ở đây này. Những cái con như thế này anh em bền cực kỳ luôn anh em ha. Như mấy con cắt nhôm này ha, cũng rất là tuyệt vời luôn. Đây, cắt sắt dây Kuroa này. Máy hàng này, đây có con máy hàng Hồng Ký này nha. Máy hàng Hồng Ký số 6 nha anh em, số 6, 650k nha, 650.000. Rồi, tiếp theo là con cắt nhôm số 10 anh em, 850.000 nha. Cắt nhôm, đây là dòng 255TT, dòng trực tiếp có thắng của Deadtone này mọi người, 255TT nha. Đây. Đó, dòng này thì cái thắng nó bị nghẹt anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, 850.000 nha, một con như thế này ha. 850.000. Tiếp theo là con cắt sắt dây Kuroa này. Mình làm mấy con này trước đi cho nó gọn. Đây, con cắt sắt dây Kuroa này anh em. Báo ngon luôn đấy. Đây. Ha. Cắt sắt dây Kuroa thì xài sướng lắm anh em. Xài nó êm ha. Với lại mình cắt nó chịu tải cao tại vì nó gắn ở cần trục đằng trước ha. Đây số 11, 800.000 nha anh em. Đó, 800.000 một con cắt sắt dây Kuroa nha. Rồi, con cắt gỗ Santalay này, Santalay Mỹ nha anh em. Đây, Mỹ nha, Santalay nha. Con này thì anh em mình sử dụng là ok luôn. Đây, gạt te này, mới ken luôn em ơi. Đây, 780.000 anh em. 780.000 con cắt gỗ Santalay nha, số 14 nha anh em. Rồi, con Matet này. Matet. Số 8 này, 490.000 nha anh em. Số 8 490.000. Con cắt Matet này có lưỡi đầy đủ nha anh em. Đây. Con này thì mình có thể sử dụng cắt gạch gỗ và anh em mà sử dụng các gạch nước thì tuyệt vời luôn, cắt đá hoa cương cũng rất là đà luôn nha. Matet xin nha, hàng chính hàng này. Matet Makita này anh em ha. 490.000. Con Centerlay Mỹ nữa này, khoang ha, số 13 550.000 nhá. Đây, con này khoang tường khoang sắt ok luôn. Êm cực kỳ nhá, có chức năng khoang tường khoang sắt luôn, Centerlay Mỹ nhá. Ha. Đó, 550.000. Con cắt gỗ Matet này. Matet nha anh em, cái dây mềm nhung à. Matet chính hãng nha. Đó. Tiếng máy bảo đả luôn, 185 nha, tức lưỡi sử dụng là lưỡi 1/85, Matet Makita nha mọi người. Đây. Số 7 650.000 anh em. Đây, con này thì The Watt hay gì đây? Này hàng bại về nè anh em. Wow. Số 12 450.000. 450.000 anh em. Đục FEG này. 17 ly FEG, con này thì xài phê lắm anh em ạ, xài sướng luôn đấy. Đó. Anh em thấy ok không? Đây, số 1 850.000, không có kèm theo mũi nha anh em. Này không kèm theo mũi nha, mũi thì nó cùng mất rồi. Đây. Hồi anh em khỏi chê mũi cùng mũi này mũi kia, không có kèm theo mũi. Đó, anh em thấy đằng trước nó có cái phốt cao su để chằng nhớt ha. Cái này xài đó, khỏe. Khỏe cực kỳ luôn. Đó, 850.000. Số 1 850.000 nha. Cái này số mấy, số đâu rồi? À. Số 9 anh em, 400.000, có lưỡi đầy đủ ha. 400.000 nha. Con này Master anh em. Master nha, mất tem rồi. Số 9 400.000, có kèm theo lưỡi đầy đủ luôn. Đây, lại đục 17 ly này. Số 2 cùng 850.000 Makita anh em nhé. Đây, Makita này, 850.000. Đó, ok chưa? Số 2 850.000 nhé.
Makita hàng bại nhược về này ha. Đây Makita nữa này, con này thì cực kỳ ok luôn anh em, bán rất là nhiều nhá. Đó, tuyệt vời chưa, nhìn này con máy này không có kèm theo mụi nhá, 1.400.000 số 5, 1.400.000 nha anh em. Này đục mạnh lắm em, nhưng mà đục vô cái cục gỗ nó dính cái mũi luôn, vô trong luôn. Mũi là chỉ có kèm theo để cho test máy đục thôi nha, chứ không có kèm theo mũi nha. 1.400.000 số 5. Đây 1.200.000 con này thì anh em nào mua là con này là bảo đảm là bao rẻ nhất thị trường luôn này. Con này bảo đảm không kiếm ở đâu ra luôn. Cái ruột kinh khủng luôn, ruột lớn này 17 ly, nhưng mà ruột ruột này ruột ông bà luôn chứ không phải là ruột bình thường nha. Này là ruột bà cố luôn, to bà cố này, này này. Nhìn này, cái ruột này thì thôi rồi luôn. Số 3 nha, 1.200.000. Đó, con này thì bảo đảm là hơi anh em, khi mà về đến nơi là bảo đảm là mạnh nha. Ở đây thì nó hơi yếu, để mình làm lại hơi cho nó mạnh nha. Chạy là rất là ngon này. Anh em nào mua con này số số mấy đây? Số 3 nha, 1.2 nha. Anh em mua thì anh em kết bạn Zalo, mình làm hơi xong. Vẫn là 1.2 nhưng mà làm hơi xong mình gọi Zalo có hình, mình sẽ đục cho anh em xem thử con này. Nói thiệt là bao màn luôn ha. Ở đây thì nó tuột chắc là hơi về mình mấy đứa nó quên kiểm tra hơi rồi. Rồi, tiếp theo là con hàng khủng này anh em. Con này là cực kỳ đã luôn. Hàng này thì anh em mình kiếm rất là khó này ha. Đây sử dụng mũi 18 nha anh em, mũi này. Đây, vừa khoan được, đục được nha, mũi lớn như thế này ha. Đó, anh em gài như ba chức năng luôn ha. Đây, anh em mình nhìn cái chức năng đục ở bên trên này, đục này là xoay qua đục nha. Đây. Đó, đục này. Đó. Đó, đục. Đục thì anh em thấy này, cực kỳ khỏe luôn. Mà ở đây này, anh em thấy nó có báo cái đèn ở đây nhá. Đây một đèn xanh, một đèn đỏ ở đây này ha. Hàng chính hãng của Makita này anh em ha. Còn chức năng khoan này. Ở đây nhá, chức năng khoan này anh em. Đó. Ok chưa? Mũi 18 khoan được, đục được con máy như thế này ha. Hàng chính hàng của Makita nhập về nha anh em. Rồi rồi. Kinh khủng chưa? Chức năng đảo ở bên trên nhá. Có con này là kèm theo mũi cho anh em nhá. Tại vì con này thì mũi khi anh em mình về mua thì cũng hơi khó ha. Cho nên là kèm theo mũi cho anh em này. Đây. Mũi gai này, mũi 18 thì nói chung là khó thì không khó, mua thì cũng rất là nhiều, nhưng mà những khu vực vùng sâu vùng xa thì mua nó hơi cực ha. Anh em mình nếu mà cần mua mũi thì cũng có thể đặt ở Minh Châu có ha. Mũi 18 nha, mũi gai như thế này ha. Con này thì kèm theo mũi cho anh em. Kèm theo mũi nha, số 4. 1.500.000, số 4 nha, kèm theo mũi. Rồi. Anh em nào có nhu cầu về con nào thì ủng hộ Minh Châu nha. Còn video sau Minh Châu sẽ sell những dòng như trà tường như mấy cái này ha. Còn một ít đang mấy đứa nó đang dọn lại làm ok rồi mình ủng hộ ha. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.